tên đạo chích manh động cậy khóa nhà dân, sau đó còn cẩn thận đóng lại cổng cho gia chủ. Khóa cửa là lớp bảo mật đầu tiên giúp chúng ta bảo vệ sự an toàn cho ngôi nhà. Song hiện nay có một thực trạng đáng báo động rằng lớp bảo mật này dễ dàng bị phá nhanh chóng chỉ bằng những vật dụng vô cùng đơn giản được chia sẻ từ kinh nghiệm của chính những tên siêu trộm và tràn lan trên khắp Internet. Trong lúc chủ nhà đang ngủ say thì đối tượng táo bạo đột nhập trộm cắp. Ban đêm, mọi người cần chủ động đem tài sản có giá trị vào trong, hạn chế để ngoài sân, rất dễ bị trộm. Theo diễn biến camera an ninh nhà dân ở Biên Hòa, Đồng Nai ghi lại, vào rạng sáng 27 tháng 12, xuất hiện trước nhà một đối tượng nam ăn mặc khá kín. Người này loay hoay cậy khóa cổng ngoài một lúc khá lâu, sau đó vào lén lút dắt chiếc xe đạp điện ra ngoài rồi biến mất. Điều đáng nói, trước khi rời khỏi, gã này còn đóng cửa lại giúp chủ nhà. Tội phạm trộm cắp ngày nay hoạt động tinh vi, rất chuyên nghiệp, không chỉ gây ra một vài vụ đơn lẻ. Có đối tượng, ổ nhóm hoạt động đã gây ra hàng chục vụ, thậm chí đột nhập vào một nhà nhiều lần. Các đối tượng có hành động hết sức manh động khi đã đột nhập được vào nhà. Có nhiều vụ chúng đục phá két tại chỗ để lấy tài sản. Trong trường hợp bị phát hiện, có thể sẵn sàng chống trả lại người truy đuổi. Còn bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ở bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé! Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.